phẩm hạt muối Lona Kabala Phatga Một La Mã Kinh Cấp Thiết Achajika Sutta 93 Này các tỷ kheo, có ba việc cấp thiết này người nông phu gia chủ cần phải làm. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, người nông phu gia chủ mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, sau khi mau lẹ khéo cày thứ ruộng, khéo bừa thửa ruộng, liền mau lẹ gieo hạt giống. Sau khi mau lẹ gieo hạt giống, liền mau lẹ cho nước vô, cho nước ra. Này các tỷ kheo, đây là ba việc cấp thiết người nông phu gia chủ cần phải làm. Người nông phu gia chủ ấy, này các tỷ kheo, không có thần lực hay không có uy lực để ra lệnh. Hôm nay lúa của ta được mọc lên, ngày mai chúng sẽ trổ hạt ngày kế tiếp chúng sẽ chín. Nhưng chính theo thời gian của người nông phu gia chủ, các cây lúa do sự thay đổi của thời tiết được mọc lên, được trổ hạt và được chín. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có ba công việc cấp thiết này tỷ kheo cần phải làm. Thế nào là ba? Chấp hành tăng thượng giới học, chấp hành tăng thượng định học, chấp hành tăng thượng tuệ học. Ba công việc cấp thiết này, này các tỷ kheo, một tỉ kheo cần phải làm tỉ kheo ấy này các tỉ kheo không có thần lực hay không có uy lực để ra lệnh hôm nay tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ ngày mai cũng vậy ngày kế tiếp cũng vậy nhưng này các tỉ kheo chính do thời gian tỉ kheo ấy sử dụng để học tập tăng thượng giới học để học tập tăng thượng định học để học tập tăng thượng tuệ học mà tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng định học. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng tuệ học. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Hai La Mã Kinh Sống Viễn Ly Bhaviveka Sutta 94 Có ba hạnh viễn ly này được các du sĩ ngoại đạo trình bày. Thế nào là ba? Viễn ly y áo, viễn ly đồ ăn khất thực, viễn ly sàng tọa. Ở đây, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly y áo, mang phải gai thô mặt phải gai thô lẫn với các phải khác, mặt phải tẩn liệm quan đi, mặt phải lượm từ đống rác. Y thì dùng vỏ cây Tiritaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo từ cỏ Kusa bệnh lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cú. Như vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về phiển ly y áo. Ở đây, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về phiển ly đồ ăn khất thực, ăn trao, cây kê, gạo sống, gạo rừng, cây lao, bột gạo, bột gạo cháy, ăn bột phừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây trụng để sống. Như vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly đồ ăn khất thực. Ở đây, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly sàn tọa, sống trong trường tại một gốc cây, tại bãi tha ma, tại khóm trường trậm, sống ngoài trời, trên một đống trơm, trong nhà bằng tranh. Như vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly sàn tọa. Này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về ba hạnh viễn ly này. Này các tỷ kheo, có ba hạnh viễn ly này của vị tỷ kheo trong Pháp và luật. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viễn ly ác giới, có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc. Vì rằng này các tỷ kheo, tỷ kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viễn ly ác giới, có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lộ hoặc, từ bỏ các lộ hoặc, viễn ly các lộ hoặc. Nên tỷ kheo này, này các tỷ kheo, được gọi là đạt được tối thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, được an trú trên căn bản. Ví như, này các tỷ kheo, ruộng lúa của người nông phu gia chủ đã chín, người nông phu gia chủ ấy mau mắn gặt lúa. Sau khi mau mắn gặt lúa, phải mau mắn chất lúa thành đống. Sau khi mau mắn chất lúa thành đống, phải mau mắn chở lúa về. Sau khi mau mắn chở lúa về, phải mau mắn chất lúa thành đống. Sau khi mau mắn chất lúa thành đống, phải mau mắn đập lúa. Sau khi mau mắn đập lúa, phải mau mắn vũ trơm. Sau khi mau mắn vũ trơm, phải mau mắn lấy thốc ra. Sau khi mau mắn lấy thốc ra, phải mau mắn quạt thóc Sau khi mau mắn quạt thóc phải mau mắn chứa thóc Sau khi mau mắn chứa thóc phải mau mắn xây thóc Sau khi mau mắn xây thóc phải mau mắn sàn cám lấy gạo. Như vậy, này các tỷ kheo, với người nông phu gia chủ ấy, lúa gạo ấy đạt được tối thường, đạt được căn bản thanh tịnh, đạt được an trú trên căn bản. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viễn ly ác giới, có chánh tri kiến, tự bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, tự bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc. Nên tỷ kheo này, này các tỷ kheo, được gọi là đạt được tối thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, được an trú trên căn bản. Ba La Mã Kinh Mùa Thu Sarada Sutta 95 Ví như, này các tỷ kheo, vào mùa thu khi bầu trời quang đảng, không có mây và mặt trời mọc lên giữa bầu trời, phá sạch hắc ám khắp cả hư không và chói sáng, bừng sáng, rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử, pháp nhãn ly trần cấu khởi lên, và do tri kiến này khởi lên này các tỷ kheo ba ký sử được đoạn tận thân kiến nghi giới cấm thủ lại nữa vị ấy được thoát khỏi hai pháp tham và sân vị ấy ly dục ly bất thiện pháp chứng đạt và an trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ trong thời gian ấy này các tỷ kheo vị thánh đệ tử nếu có mệnh chung sẽ không có kiết sử nào. Do kiết sử ấy, vị thánh đệ tử phải đi đến thế giới này nữa. Bốn La Mã Kinh Hội Chúng Parisa Sutta 96 Có ba hội chúng. Này các tỷ kheo, thế nào là ba? Hội chúng tối thượng, hội chúng không hòa hợp, hội chúng hòa hợp và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng tối thượng? Ở đây, này các tỷ kheo, hội chúng nào có các tỷ kheo trưởng lão, không có sống đầy đủ, không có biến nhát, từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh phiển ly, tinh cần, tinh tấn, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, và những thế hệ kế tiếp tùy thuận theo tri kiến của họ hội chúng ấy cũng không có sống đầy đủ không có biến nhát từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc đi đầu về hạnh viễn ly tinh cần tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt để chứng đắc những gì chưa chứng đắc để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ này các tỷ kheo đây gọi là hội chúng tối thượng và này các tỷ kheo thế nào là hội chúng không hòa hợp ở đây này các tỷ kheo, tại hội chúng nào, các tỷ kheo sống cạnh tranh, tranh luận, đấu tranh nhau, đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng không hòa hợp. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo sống hòa hợp hoan hỷ, không có luận tranh, sống như nước với sữa hòa lẫn, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng hòa hợp. Khi nào này các tỷ kheo, các tỷ kheo sống hòa hợp, hoan hỷ, không có luận tranh như nước với sữa hòa lẫn, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính, khi ấy này các tỷ kheo, các tỷ kheo tạo được công đức. Khi ấy này các tỷ kheo, các tỷ kheo sống phạm trúng, nghĩa là với ai hân hoan với tâm giải thoát liên hệ với hỷ thời hỷ sanh với ai có hỷ thân được khinh an với thân khinh an cảm giác được lạc thọ với ai cảm giác lạc thọ tâm được định tĩnh ví như này các tỷ kheo trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hạt nước mưa ấy chảy theo sườn dốc làm đầy các hang núi các khe núi các thung lũng sau khi làm đầy các hang núi các khe núi, các thung lũng, nước mưa ấy làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, nước mưa ấy làm đầy các hồ lớn. Sau khi làm đầy các hồ lớn, nước mưa ấy làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy các sông nhỏ, nước mưa ấy làm đầy các sông lớn. Sau khi làm đầy các sông lớn, nước mưa ấy làm đầy biển cả. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi nào các tỷ kheo sống hòa hợp hoan hỷ, không có luận tranh như nước với sữa hòa lẫn, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính. Khi ấy, này các tỷ kheo, các tỷ kheo tạo được công đức. Khi ấy, này các tỷ kheo, các tỷ kheo sống phạm trú. Nghĩa là, với ai hân hoan với tâm giải thoát liên hệ với hỷ, thời hỷ sanh, với ai có hỷ, thân được khinh an, với ai có thân khinh an, cảm giác được lạc thọ, với ai cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba hội chúng. Năm La Mã Kinh Thuận Thục Thứ Nhất Bhatha chín Sutta 97 Đầy đủ với ba đức tánh, này các tỷ kheo, một con ngựa của vua hiện thiện thuần thục, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua, và được xem như một biểu tượng của vua thế nào là ba ở đây này các tỷ kheo một con ngựa của vua hiền thiện thuần thục đầy đủ với sắc đẹp đầy đủ với sức mạnh đầy đủ với tốc lực đầy đủ với ba đức tánh này này các tỷ kheo một con ngựa của vua hiền thiện thuần thục xứng đáng để vua dùng thuộc quyền sở hữu của vua và được xem như một biểu tượng của vua cũng vậy này các tỷ kheo, đầy đủ với ba pháp. Một tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay là vô thượng phước điện ở đời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đầy đủ sắc đẹp, đầy đủ sức mạnh, đầy đủ tốc lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đầy đủ sắc đẹp? Ở đây, này các tỷ kheo, tỳ kheo giữ gìn giới luật sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn đầy đủ uy nghi chánh hạnh thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và học tập trong các học pháp như vậy này các tỷ kheo là tỷ kheo đầy đủ sắc đẹp và này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo đầy đủ sức mạnh ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo sống tinh cần tinh tấn đoạn tận các pháp bất thiện thành tựu đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, dũng mãnh, không tự bỏ trách nhiệm đối với các pháp thiện. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đầy đủ sức mạnh. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đầy đủ tốc lực? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo như thật rõ biết, đây là khổ, như thật rõ biết, đây là khổ tập, như thật rõ biết, đây là khổ diệt. Như thật rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đầy đủ tốc lực. Đầy đủ với ba pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng và đáng được cúng dường, đáng được chấp tay là vô thượng phước điện ở đời. Sáu La Mã Kinh Thuận Thục Thứ Hai Dutiya Asaniya Sutta 98 Như Kinh 97 Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đầy đủ tốc lực? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo do đoạn diệt năm hạ phần ký sử được hóa sanh tại chỗ ấy nhập bát Niết Bàn khỏi phải trở lui từ thế giới ấy đến thế giới này. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đầy đủ tốc lực. Đầy đủ với ba pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điện ở đời. Bảy La Mã Kinh Thuận Thục Thứ Ba Tatiya Ajaniya Sutta 99 Như Kinh 97 và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đầy đủ tốt lực? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đầy đủ tốt lực. Đầy đủ với ba pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay là vô thượng phước điện ở đời. Tám La mã kinh vải thô bằng vỏ cây bethaka Sutta một trăm này các tỷ kheo có tấm vải bằng vỏ cây hoàn toàn mới, sắc xấu, có xúc chạm khó chịu và không có giá trị. này các tỷ kheo có tấm vải bằng vỏ cây bậc trung sắc xấu, có xúc chạm khó chịu và không có giá trị. Này các tỷ kheo, có tấm phải bằng vỏ cây cũ kỹ để lau chùi nồi niêu hay đáng được quăng trên đống rác? Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo mới tu hành, hành ác giới, theo ác pháp, ta nói rằng vị tỷ kheo này có sắc xấu. Này các tỷ kheo, ví như tấm phải bằng vỏ cây sắc xấu ấy, này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy còn những ai theo vị này thân cận hầu hạ chấp nhận thuận theo tri kiến của vị này họ bị bất hạnh đau khổ lâu dài ở đây ta nói rằng vị này có xúc chạm khó chịu này các tỷ kheo ví như tấm phải bằng vỏ cây có xúc chạm khó chịu ấy này các tỷ kheo ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy còn từ những ai, vị này nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, các dược phẩm trị bệnh. Họ sẽ không có quả lớn, không có lợi ích lớn. Ở đây ta nói rằng, vị này không có giá trị. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải bằng vỏ cây không có giá trị ấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Này các tỷ kheo, nếu là trung niên tỷ kheo, vân vân. Này các tỷ kheo, nếu là tỷ kheo trưởng lão, hạnh ác giới theo ác pháp, ta nói rằng vị này có sắc xấu. Này các tỷ kheo, ví như tấm phải làm bằng vỏ cây sắc xấu ấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. Còn những ai theo vị này, thân cận, hậu hạ, chấp nhận, thuận theo tri kiến của vị này họ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Ở đây ta nói rằng vị này có xúc chạm khó chịu. Này các tỷ kheo, ví như tấm phải bằng vỏ cây có xúc chạm khó chịu ấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Còn từ những ai, vị này nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, các dược phẩm trị bệnh. Họ sẽ không có quả lớn không có lợi ích lớn. Ở đây ta nói rằng vị này không có giá trị. Này các tỷ kheo, ví như tấm phải bằng vỏ cây không có giá trị ấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trưởng lão này nói lên giữa chúng tăng, rồi các tỷ kheo khác nói lại như sau. Sao ông nghĩ rằng ông, một người ngu si, không thông minh, lại có thể tuyên bố vị này phẫn nộ bất mãn sẽ nói lên những lời này chúng tăng đuổi vị này ra khỏi như người ta quăng bỏ tấm phải bằng vỏ cây ấy trên đống chát này các tỷ kheo có tấm phải kasi ở ba la nại hoàn toàn mới có sắc đẹp cảm xúc dễ chịu và có giá trị lớn này các tỷ kheo có tấm phải kasi bậc trung có sắc đẹp cảm xúc dễ chịu và có giá trị lớn này các tỷ kheo có tấm vải ca si cũ có sắc đẹp cảm xúc dễ chịu và có giá trị lớn và này các tỷ kheo có tấm vải ca si cũ kỹ dùng để gói các châu báu hay được đặt vào trong một hộp có hương thơm cũng vậy này các tỷ kheo nếu tỷ kheo mới tu hành giữ gìn giới luật theo thiện pháp ta nói rằng vì tỷ kheo này có sắc đẹp này các tỷ kheo ví như tấm vải ca si có sắc đẹp ấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Còn những ai theo vị này, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, thuận theo tri kiến của vị này, họ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Ở đây, ta nói rằng vị này có cảm xúc dễ chịu. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải ca si có cảm xúc dễ chịu ấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy còn từ những ai vị này nhận các vật dụng như y áo đồ ăn khất thực san tọa các dược phẩm trị bệnh họ sẽ có quả lớn có lợi ích lớn ở đây ta nói rằng vị này có giá trị lớn này các tỷ kheo ví như tấm vải caxi có giá trị ấy này các tỷ kheo ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy còn nếu là trung niên tỷ kheo, vân vân Này các tỷ kheo, nếu là tỷ kheo trưởng lão, giữ gìn giới luật theo thiện pháp, ta nói rằng vị này có sắc đẹp. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải ca si có sắc đẹp ấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Còn những ai theo vị này thân cận, hậu hạ, chấp nhận, thuận theo tri kiến của vị này họ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Ở đây ta nói rằng vị này có cảm xúc dễ chịu. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải ca có cảm xúc dễ chịu ấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Còn từ những ai, vị này nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, các dược phẩm trị bệnh, họ sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn ở đây ta nói rằng vị này có giá trị lớn. Này các tỷ kheo, ví như tấm vải ca si có giá trị lớn ấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trưởng lão này nói lên giữa chúng tăng, rồi các tỷ kheo nói như sau. Chư tôn giả hãy im lặng. Tỷ kheo trưởng lão đang nói pháp và luật và lời nói của vị này trở thành châu báu cần phải cất giữ như một người cất giữ tấm vải ca trong một hộp có hương thơm do vậy này các tỷ kheo hãy học tập như sau chúng ta sẽ được như ví dụ tấm vải ca không giống như ví dụ tấm vải bằng vỏ cây như vậy này các tỷ kheo các ông cần phải học tập chính là mã Kinh hạt muối Lona Kabbala Sutta 101 Ai nói như sau Này các tỷ kheo Người này làm nghiệp như thế nào Như thế nào Người này cảm thọ quả như vậy Như vậy Nếu sự kiện là vậy Này các tỷ kheo Thời không có đời sống phạm hạnh Không có cơ hội để nêu rõ đau khổ Được chân chánh đoạn diệt Và này các tỷ kheo ai nói như sau Người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, như thế nào Người này cảm thọ quả gì thục như vậy, như vậy Nếu sự kiện là vậy, này các tỷ kheo Thời có đời sống phạm hạnh có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau còn nói gì là nhiều hạng người như thế nào này các tỷ kheo có làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục ở đây này các tỷ kheo có người thân không tu tập giới không tu tập tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhiên, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các tỷ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Hạn người như thế nào, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau còn nói gì là nhiều ở đây này các tỷ kheo có người thân được tu tập giới được tu tập tâm được tu tập tuệ được tu tập không có hạn hẹp tự ngã to lớn sống đời vô lượng người như vậy này các tỷ kheo có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau còn nói gì là nhiều ví như này các tỷ kheo có người bỏ một nấm muối vào trong một chén nước nhỏ các ông nghĩ như thế nào này các tỷ kheo nước trong chén ấy có vì nấm muối trở thành mặn và không uống được phải không thưa đúng vậy bạch thế tôn vì cớ sao nước trong chén nhỏ này là ít do nấm muối này nước trở thành mặn và không uống được ví như này các tỷ kheo có người bỏ một nắm muối vào sông Hằng. Các ông nghĩ như thế nào? Này các tỷ kheo, sông Hằng có vị nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Lớn là cả khối nước sông Hằng. Khối nước ấy không vì nắm muối này nước trở thành mặn và không uống được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục ở đây này các tỷ kheo có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau còn nói gì là nhiều hạng người như thế nào này các tỷ kheo làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục ở đây này các tỷ kheo có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhiên, sống chịu khổ ít oi. Hạn người như vậy, này các tỷ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Hạn người như thế nào, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau còn nói gì là nhiều ở đây này các tỷ kheo có người thân được tu tập giới được tu tập tâm được tu tập tuệ được tu tập không có hạn hẹp tự ngã to lớn sống đời vô lượng người như vậy này các tỷ kheo có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau còn nói gì là nhiều ở đây này các tỷ kheo có người bị tù tội vì nửa đồng tiền bị tù tội vì một đồng tiền bị tù tội vì một trăm đồng tiền nhưng ở đây này các tỷ kheo có người không bị tù tội vì nửa đồng tiền không bị tù tội vì một đồng tiền không bị tù tội vì một trăm đồng tiền như thế nào này các tỷ kheo bị tù tội vì nửa đồng tiền bị tù tội vì một đồng tiền bị tù tội vì một trăm đồng tiền ở đây này các tỷ kheo có người nghèo khổ ít sở hữu ít tài sản người như vậy này các tỷ kheo bị tù tội vì nửa đồng tiền bị tù tội vì một đồng tiền bị tù tội vì một trăm đồng tiền như thế nào này các tỷ kheo không bị tù tội vì nửa đồng tiền không bị tù tội vì một đồng tiền không bị tù tội vì một trăm đồng tiền ở đây này các tỷ kheo có người giàu có có tiền của lớn có tài sản lớn người như vậy này các tỷ kheo không bị tù tội vì nửa đồng tiền không bị tù tội vì một đồng tiền không bị tù tội vì một trăm đồng tiền cũng vậy này các tỷ kheo ở đây có người làm nghiệp ác nhỏ mọn nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục ở đây này các tỷ kheo có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau còn nói gì là nhiều hạng người như thế nào này các tỷ kheo có làm nghiệp ác nhỏ mọn nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục ở đây này các tỷ kheo có người thân không tu tập giới không tu tập tâm không tu tập tuệ không tu tập hạn hẹp tự ngã nhỏ nhen sống chịu khổ ít oi người như vậy này các tỷ kheo có làm nghiệp ác nhỏ mọn nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục hạng người như thế nào này các tỷ kheo có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau còn nói gì là nhiều ở đây này các tỷ kheo có người thân được tu tập giới được tu tập tâm được tu tập tuệ được tu tập không có hạn hẹp tự ngã to lớn sống đời vô lượng người như vậy này các tỷ kheo có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau còn nói gì là nhiều ví dụ một người đồ tể hay người giết dê này các tỷ kheo đối với một số người đánh cấp dê có thể giết hay trói hay tịch thu tài sản hay làm như ý người ấy muốn đối với một số người cũng đánh cấp dê không thể giết không thể trói không thể tịch thu tài sản hay không thể làm như ý người ấy muốn như thế nào này các tỷ kheo người đồ tể hay người giết dê đối với một số người đánh cắp dê có thể giết có thể trói có thể tịch thu tài sản hay có thể làm như ý người ấy muốn ở đây này các tỷ kheo có người nghèo khổ ít sở hữu ít tài sản kẻ đồ tể hay người giết dê đối với kẻ đánh cắp dê như vậy có thể giết hay trói hay có thể tịch thu tài sản hay có thể làm như ý người ấy muốn như thế nào này các tỷ kheo người đồ tể hay người giết dê đối với kẻ đánh cắp dê không thể giết không thể trói không thể tịch thu tài sản hay không thể làm gì như ý người ấy muốn ở đây này các tỷ kheo có người giàu có có sở hữu lớn có tài sản lớn hay nhà vua hay đại thần của nhà vua người đồ tể hay người giết dê Đối với kẻ đánh cắp dê như vậy không thể giết, không thể trói, không thể tịch thu tài sản hay không thể làm gì như ý người ấy muốn. Không có gì phải làm khác hơn là chấp tay và cầu xin như sau. Thưa Ngài, hãy cho con lại con dê hay giá tiền con dê. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây đối với một số người có làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục nhưng ở đây này các tỷ kheo đối với một số người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau còn nói gì là nhiều hạng người như thế nào này các tỷ kheo có làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục ở đây này các tỷ kheo có người thân không tu tập giới không tu tập tâm không tu tập tuệ không tu tập hạn hẹp tự ngã nhỏ nhen sống chịu khổ ít oi người như vậy này các tỷ kheo làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục hạng người như thế nào này các tỷ kheo có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được còn nói gì là nhiều ở đây này các tỷ kheo có người thân được tu tập giới được tu tập tâm được tu tập tuệ được tu tập không có hạn hẹp tự ngã to lớn sống đời vô lượng người như vậy này các tỷ kheo có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau còn nói gì là nhiều ai nói như sau này các tỷ kheo người này làm nghiệp như thế nào như thế nào người này sẽ cảm thọ quả như vậy như vậy nếu sự kiện là vậy này các tỷ kheo thời không có đời sống phạm hạnh không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt và này các tỷ kheo có ai nói như sau người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào như thế nào người này sẽ cảm thọ quả dị thục như vậy như vậy nếu sự kiện là vậy này các tỷ kheo thời có đời sống phạm hạnh có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt mười la mã kinh người đãi lộc bụi bansudo facasutta 102 này các tỷ kheo có những uế nhiễm thô tạp của vàng như bụi cát đá sạn và đá sỏi người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi đem đổ vào trong cái máng rồi rửa sạch qua rửa sạch lại rửa sạch thêm nữa làm như vậy xong làm như vậy hoàn tất còn lại các uế nhiễm bậc trung của vàng như cát đá sạn tế nhị và các hạt thô tạp người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi rửa sạch rửa sạch thêm nữa rửa sạch hoàn toàn làm như vậy xong làm như vậy hoàn tất còn lại các uế nhiễm tế nhị như các mịn và các bụi đen người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi lại rửa sạch rửa sạch thêm nữa rửa sạch hoàn toàn làm như vậy xong làm như vậy hoàn tất chỉ còn lại hạt bụi vàng rồi người thợ phàn hay đệ tử người thợ phàn bỏ bụi phàn ấy vào trong cái lò mua xa rồi thục ống bệ thục ống bệ thêm thục ống bệ cho đến khi phàn bắt đầu chảy nhưng không chảy ra khỏi miệng lò phàn ấy được thục bệ được thục bệ thêm nữa được thục bệ hơn nữa nhưng không chảy ra khỏi miệng lò chưa được làm xong chưa sạch các uế nhiễm chưa có nhu nhuyến chưa có kham nhậm chưa có sáng chói vàng ấy còn có thể bể phụng và chưa có thể được tác thành tốt đẹp. Có một thời, này các tỷ kheo, người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng ấy lại thuộc bệ, thuộc bệ thêm nữa, thuộc bệ hơn nữa, cho đến khi vàng chảy ra khỏi lò. Vàng ấy lại được thuộc bệ, được thuộc bệ thêm nữa, được thuộc bệ hơn nữa, cho đến khi vàng ấy chảy ra khỏi lò. Được làm xong, được sạch các uế nhiễm, được nhu nhuyến, kham nhậm và được sáng chói. Vàng ấy không có bể phụng và được tác thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào người ấy muốn như vàng lá, batikaya, hay nhẫn, hay vòng cổ, hay dây chuyền, người ấy có thể làm thành như ý muốn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại các ký sử thô tạp, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, tỷ kheo có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho sanh khởi lại. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, tỷ kheo tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại các ký sử thuộc bậc trung, dục tầm, sân tầm, hại tầm. Tỷ kheo có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho sanh khởi. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, tỷ kheo tu tập tăng thượng tâm còn tồn tại các ký sử tế nhị như tư tưởng về gia tộc tư tưởng về quốc độ tư tưởng không bị kinh trẻ anavanyati tỷ kheo có tư lự có thông minh từ bỏ gột sạch chấm dứt không cho chúng sanh khởi làm như vậy xong làm như vậy hoàn tất chỉ còn lại các pháp tầm định như vậy không có an tịnh không có thù thắng không được khinh an, không đạt đến nhất tâm, nhưng là một trạng thái chế ngự thường xuyên dặn ép. Nhưng đến một thời, này các tỷ kheo, tâm của vị ấy được an trú bên trong, lắng đứng lại, được nhất tâm, được định tĩnh. Định ấy được an tịnh, được thù diệu, được khinh an, đạt đến nhất tâm, không phải một trạng thái chế ngự thường xuyên dặn ép, tùy thuộc vào pháp gì tâm người ấy hướng đến để thắng tri, để chứng ngộ, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu vị ấy ước muốn, ta sẽ chứng được các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, động thổ, trời lên ngang qua đất liền, ngồi kiết già dạ ngang qua hư không như con chim với bàn tay chạm trời mặt trăng và mặt trời những phật có đại oai lực đại oai thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên vị ấy có khả năng có năng lực đạt đến trạng thái ấy dầu thuộc loại xứ nào vị ấy nếu ước muốn với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người vị ấy có khả năng có năng lực đạt đến trạng thái ấy giàu thuộc loại xứ nào nếu vị ấy ước muốn mong rằng với tâm của mình có thể biết tâm của các loại chúng sanh khác tâm của các loại người khác như sau tâm có tham biết là tâm có tham tâm không tham biết là tâm không tham tâm có sân biết là tâm có sân tâm không sân biết là tâm không sân tâm có si biết là tâm có si Tâm không si biết là tâm không si, tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết là tâm tán loạn, đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm, tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng, tâm thiền định biết là tâm thiền định, tâm không thiền định biết là tâm không thiền định, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát vị ấy có khả năng có năng lực đạt đến trạng thái ấy dầu thuộc loại xứ nào nếu vị ấy ước muốn ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ như một đời hai đời ba đời bốn đời năm đời mười đời hai mươi đời ba mươi đời, ba mươi đời bốn mươi đời năm mươi đời một trăm đời hai trăm đời một ngàn đời một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh tại đây vị ấy có khả năng có năng lực đạt đến trạng thái ấy dầu thuộc loài xứ nào nếu vị ấy ước muốn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân ta thấy sự sống và chết của chúng sanh ta biết rõ chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ các chúng sanh ấy làm những ác nghiệp về thân ngữ và ý phỉ bán các bậc thánh theo tà tạ kiến tạo các nghiệp theo tà kiến những người này sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục các chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân ngữ và ý không phỉ bán các bậc thánh theo chánh kiến tạo các nghiệp theo chánh kiến những vị này sau khi thân hoại mình chung được sanh lên các cõi thiện cõi trời cõi đời này như vậy với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân ta có thể thấy sự sống chết của chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ vị ấy có khả năng có năng lực đạt đến trạng thái ấy dầu thuộc loại xứ nào nếu vị ấy ước muốn do đoạn tận các lộ hoặc ngay trong hiện tại với thắng trí tại chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát vị ấy có khả năng có năng lực đạt đến trạng thái ấy dầu thuộc loại xứ nào mười một la mã kinh tướng nimitta sutta một trăm lẻ ba kheo siêng tu tập tăng thượng tâm này các tỷ kheo cần phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng định cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần bát gia ha cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xã tỷ kheo siêng tu tập tăng thượng tâm này các tỷ kheo nếu một chiều tác ý tướng định thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến thụ động tỷ kheo siêng tu tập tăng thượng tâm này các tỷ kheo nếu một chiều tác ý tướng tinh cần, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến trạo cử. Tỷ kheo siêng tu tập tăng thượng tâm. Này các tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng xã, thời có sự kiện tâm vị ấy không chân chánh định tĩnh để đoạn tận các lậu hoặc. Nhưng nếu tỷ kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các tỷ kheo, thỉnh thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tác ý tướng xã, tâm vị ấy trở thành nhu nhuyến, kham nhậm, chói sáng, không bể phụng, chân chánh định tĩnh, đoạn tận các lậu hoặc. Ví như một thợ làm vàng, này các tỷ kheo, hay đệ tử người làm vàng xây lên các lò đúc. Sau khi xây lên các lò đúc, người ấy nhóm lửa đốt miệng lò, út ca Sau khi đốt miệng lò với cái kềm, người ấy cầm vàng bỏ vào miệng lò, rồi thỉnh thoảng người ấy thuộc ống bệ Thỉnh thoảng người ấy trưới nước Thỉnh thoảng người ấy quan sát kỹ lưỡng Nếu người làm phàn hay đệ tử người làm phàn Này các tỷ kheo Một chiều thổi ống bệ Thời có sự kiện phàn ấy bị cháy Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng Này các tỷ kheo Một chiều trưới nước Thì có sự kiện phàn ấy bị nguội lạnh Nếu người làm phàn hay đệ tử người làm vàng này các tỷ kheo, một chiều quan sát kỹ lưỡng, thời có sự kiện, phản ấy không đi đến chân chánh thuần thục. Còn nếu người làm phàn hay đệ tử người làm phàn, này các tỷ kheo, thỉnh thoảng thổi ống bệ đốt nóng phản ấy, thỉnh thoảng trưới nước, thỉnh thoảng quan sát kỹ lưỡng, thời phản ấy trở thành nhu nhuyến, kham nhậm, chói sáng, không có bể phụng và được tác thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào người ấy muốn như phàn lá, hay nhẫn hay vọng cổ hay dây chuyền người ấy có thể làm như ý muốn cũng vậy này các tỷ kheo tỷ kheo siêng năng tu tập tăng thượng tâm cần phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng định cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xã tỷ kheo siêng tu tập tăng thượng tâm này các tỷ kheo nếu một chiều tác ý tướng định thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến thụ động tỷ kheo siêng tu tập tăng thượng tâm này các tỷ kheo nếu một chiều tác ý tướng tinh cần thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến trạo cử tỷ kheo siêng tu tập tăng thượng tâm này các tỷ kheo nếu một chiều tác ý tướng xả thời có sự kiện tâm vị ấy không chân chánh định tĩnh để đoạn tận các lậu hoặc nhưng nếu tỷ kheo siêng tu tập tăng thượng tâm này các tỷ kheo, thỉnh thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tắc ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tắc ý tướng xả. Tâm vị ấy trở thành nhu nhuyến, kham nhậm, chói sáng, không bể phụng, chân chánh định tĩnh để đoạn tận các lầu hoặc. Tùy thuộc theo pháp gì, tâm vị ấy hướng đến thắng tri để chứng ngộ. Vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu vị ấy muốn ta sẽ chứng đạt nhiều loại thần thông, vân vân, như kinh 102, vân vân, chứng tri sáu loại thắng trí, vân vân, do đoạn tận các lậu hoặc, vân vân, như kinh 102, vân vân. Sau khi chứng ngộ, ta sẽ chứng đạt phả an trú. vì ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào.